Xin chào anh em. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với em Quang Minh Auto. Hôm nay Quang Minh sẽ rất là hân hạnh và hết sức là phấn khởi và rất là vui, và để giới thiệu anh em một trong những siêu phẩm, một trong những giấc mơ của rất nhiều anh em yêu bán tải pickup, và một trong những xe phân khúc bán tải cao và trang bị rất nhiều công nghệ tối ưu. Giới thiệu mọi người một em Raptor, một em Ford Raptor số 2018, đăng ký 2019, màu trắng tinh khôi, nguyên zin từ A đến Z anh em nhé. Một siêu phẩm của bên công mình mới nhập về. Cháu thú của anh đang mới nhập về một mẫu siêu phẩm của một bác cán bộ ở Quảng Ninh anh em ạ. Đây một chiếc xe không một lỗi nhỏ anh em nhé, gần như zin đét. Zin đét luôn, không phải gần như nữa mà zin đét luôn. Từ A đến Z. Một những anh em khủng long, bạo chúa trong cái khung bán tải pick up mà rất nhiều anh em thích và rất là yêu bởi cái sự tiện ích, cũng trang bị rất nhiều công nghệ gần như tối ưu và như gần như hiện đại nhất. Là mọi người hãy cùng Quang Minh khám phá về chiếc xe này, một chiếc xe gần như hàng hot và gần như là phải nói là quả là giấc mơ, không biết có thật hay có anh em hay không. Anh em nào có đủ điều kiện tài chính thì giấc mơ sẽ thành sự thật với một chiếc xe quá ư là tiện ích và cũng chứa đựng rất nhiều các công nghệ cao, cũng các tính linh hoạt, tiện ích và ưu việt với một chiếc xe mang động cơ 2.0 turbo, biturbo anh ạ, 2.0 biturbo, hộp tự động 10 cấp. Đó. Rất nhiều tính năng hiện đại trang bị với hai cầu cho anh em đi mọi cung đường. Quay cho anh em xem kỹ các chi tiết về em nó này. Đây. Đèn tự động đi rất là sáng và đèn led rất thời trang. Nhìn lại thì thấy phê của anh em. Quá là ư là rất là bắt mắt và ưa nhìn với một anh rất là sly, phong cách rất là ngầu đó. Em nó màu trắng rất là sóng chảnh, bộ body kit thế đối gần gờ là anh em này đấy, quá nhiều tính năng, quá ư là thải trang luôn. Và em này thì cũng không phải trình bày nhiều em vì em nó nguyên bản gần như 100%. Tôn vỏ mỏng gần gờ sắc nét, bộ body kit gần gờ anh em xem này. Đấy. Với các dòng này thì anh em có thấy đây, lốp của nó là lốp này thì anh em đi đường nào cũng êm, từ địa hình đến đường trường, đường nào anh em đi cũng êm cả. Quanh đĩa ABS cũng không thiếu tính năng gì, với tính năng an toàn và hiện đại nhất rồi. Ở đây này thì hệ thống giảm sóc toàn là hệ thống giảm sóc treo anh em, dòng treo, đâm ra là đi rất là êm ái và mượt mà, rất là cân và êm ái. Cô lốp như là các hệ thống này anh thằng ốc đi sóng xoang vẫn gần như nó xuất xưởng vậy. Bác chủ bác rất là giữ gìn nên là chiếc xe này gần như không phải bạc. Thì đây là đầu tiên có mình review này, một cỗ xe Raptor chức năng nhiều quá và nó rất là đẹp nên là hết sức là bởi vì chiếc sự nhiều chức năng trên em Raptor này em còn không biết hết cả, bởi nó quá hiện đại anh ạ. Đây theo thiết kế rất là thời trang, keo chỉ tất cả các đường nét rất đẹp, kèo trang bị rất nhiều tính năng. Dòng vệ taxi của dòng này thì rất là cứng cáp nha anh em nhé, và vật liệu xin thôi cho anh em đi phượt trước các kiểu mọi cung đường, bằng sáng gầm xe rất lớn, vô sản nắng choang hết sức là đẹp. Bây giờ em sẽ quay tổng thành trước cho anh em xem cái tổng thành của em Raptor này, sẽ trang bị ngoại thất
khung gầm sassy của nó là nó riêng biệt so với những em răn cư kiểu như là white check hay là răn cư cũng là giảm tốc treo nhá, giảm tốc treo hết. Phanh phía sau cũng là phanh đĩa rồi, nhưng quả lốp này em đi phê luôn. Trang bị của em nó rất là ngầu luôn anh ạ. Đây, đấy, anh em thấy không? Bác này bác đi giữ gì lắm, một em dốc to này quá ư là tuyệt vời đó. Thành vách rồi là bác ấy gần như là đi công việc, không chở hàng hóa gì, nên là anh em trông mới quáng luôn, cũng không biết gì bẹp túm cả, quá đẹp. Phía sau có phần cứu hộ này. Lốp sơ cua chưa hạ anh em này. Cái hệ thống giảm tốc treo và cái khung gầm này nó rất là chắc chắn. Anh em đi nó rất là đầm chắc và cứng cáp. Một xe quá tuyệt vời anh em ạ. Một xe quá hiện đại. Xin tiết gặp trên gương là tất cả các tính năng này. Quá ư là không có gì để nói anh em ạ. Very good luôn, quá tuyệt vời. Không gian trang bị của cái dòng Zapto này thì anh em thấy là quá nhiều tính năng. Không gian thiết kế thì rất rộng rãi. Nào, chúng ta cùng khám phá cái phần nội thất và trang bị chiếc xe này. Ghế là cái ghế chỉnh điện anh em này. Ghế là ghế giáp to nhìn rất là sang trọng và ôm anh em. Có cảm giác ôm chắc, chúng ta ngồi thoải mái mà nó rất là ôm. Trang bị trên dòng giáp to thì anh em thấy không? Không thiếu gì ạ. Các nhà xe hàng đều tối ưu, tối tân luôn. Từ có thể kể đến như là đầy đủ start top này, chuyển số trên vô lăng này, tăng số trên vô lăng, ga tự động, cờ lâu căn trôn, khóa cửa tự động, đèn bây giờ là auto điều chỉnh, màn hình thì có hệ điều hành Simba kết nối Apple Play, Android Auto. Tóm lại là quá nhiều tính năng hiện đại anh ạ. Vô lăng cần số này nhìn rất sport, rất ngầu luôn. Hai cầu khóa thì có chế độ khóa khi sai cầu sau, chống trên nhiệt độ đeo, điều hòa auto, vân vân và mây mây nhiều lắm. Đây, các phần tắt lô tắt bi cũng thế anh em mình quan sát quá là đẹp. Ra là cảnh báo làn đường, còn tất cả thứ đều quá là hiện đại và với chiếc xe này rất là nguyên bản. Đây anh em ở chiêm ngưỡng cái khoang động cơ của em khủng long này, một chiếc xe mang động cơ 2.0 turbo biturbo nên là nó nổ rất là êm, mặc dù là với dung tích xe anh kiểu là chỉ có 2.0. Tuy nhiên biturbo này thì nó rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu anh ạ. Đó. Cách thiết kế nó thì khoảng tầm 3 nguyên vị hết, không một lỗ nhỏ anh ạ. Quá ư là ok. Một em siêu phẩm khủng long Ngọc Trinh thì nó chứ anh em mà nói từ này thì nó không phải ấy, nhưng mà nó là một em siêu phẩm mang em mang màu trắng thì nó rất là thành cảnh và lịch sự, cũng như là vừa bắt mắt này vừa hiện đại, mọi thứ xe gần zin zin tuyệt đối luôn anh ạ. Đây anh em xem cái bảng điều khiển trung tâm của dòng này nó cũng rất là hiện đại, bằng điều khiển đồng hồ led. Ô đô chuẩn qua 6.5 anh em nhé, chuẩn ép luôn đấy, cam kết anh em ô đô chuẩn đấy, không bởi vì anh em không thua, bởi vì anh em nhìn cái chất xe và cái từ đời đến đấy là
đảm bảo anh em là ô tô chuẩn này, vô lăng gai sần này, mới cứng luôn. Quá ghê là đẹp. Một xe này đang được rẻ xuất với giá là chỉ có hơn 1 tỷ 165 triệu anh em nhé. Vẫn có thể bớt bát và thương lượng thêm một chút, bởi vì chia sẻ thật sự anh em, bởi vì mẫu xe này là mẫu xe của biển A. Biển A thì là nó sẽ gần như là thuế nó cao hơn và nó không phải liên hạn như các mẫu xe bán tải thông thường là nó có khoảng 25 năm, nhưng mẫu này là gần như là xe con anh ạ, và nên nó đắt, nó ở cái phần hơn ở phần đó, thì có thể anh em sẽ hiểu và cân đối ở cái mức độ tài chính là như thế nhé. Vâng, vừa rồi thì Quang Minh cũng rất là hạnh được review và giới thiệu anh em một mẫu siêu phẩm khủng long giáp to, quá ư hiện đại và cũng quá là chất này. Thì quý anh em nào ưng mẫu xe này thì có thể là yêu nó thì có thể đến xem xe nhé, rước em nó về để phục vụ công việc cũng như đi lại, quá ư là tuyệt vời. Đấy, thì quý vị anh em nào ưng em nó thì có thể liên hệ với mình qua Zalo cũng như hotline 0935199868 để được biết thêm chi tiết về em nó nhé. Sướng lắm anh em, siêu phẩm. Vâng, xin cảm ơn anh em rất nhiều, xin chào, cảm ơn anh em, xin chào và gặp lại anh em ở các video lần sau. Bên con mình rất nhiều, còn rất nhiều mẫu xe tầm trung, trung cao cấp đều có. Thì quý vị nào mới sang ra lần đầu thì có thể ủng hộ con mình và ấn vào nút chuông báo để không bỏ lỡ các video của mình. Có các mẫu xe mới về thì sẽ upload liên tục để anh em cùng xem tham khảo nhé. Chân thành cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.